Như Nguyễn nè, Ừ. Xuân Nghĩa hỏi là Như Nguyễn có thích ăn vải không? Có chứ, vải là một trong những loại trái cây mà Như Nguyễn yêu thích nhất luôn á Xuân Nghĩa. Nhưng mà thường là Như Nguyễn ăn vải có hạt đúng không? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ Xuân Nghĩa sẽ giới thiệu với Như Nguyễn một loại vải không hạt. Đó, rất là thú vị nha. Thưa quý vị, sau 3 năm thử nghiệm, vải thiều không hạt Lục Ngạn đã cho thu hoạch bước đầu. Và do sản lượng còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, nên dự kiến giá bán khoảng hơn 100.000 đồng một ký, cao gấp 5 lần so với vải thiều truyền thống. Và bây giờ thì Xuân Nghĩa sẽ mời Như Nguyễn cùng với quý vị theo dõi sản phẩm mới này. Rất thú vị quý vị nha. Vải thiều không hạt cho quả to, màu đỏ đẹp, cùi dày và có vị ngọt thơm rất đặc trưng, đặc biệt chăm sóc rất dễ như những giống vải khác. So với vải thiều truyền thống thì sản lượng và giá thành của vải thiều không hạt cao hơn nhiều, với giá bán 100.000 đồng một ký nhưng không đủ để cung ứng cho thị trường. Nhà tôi phải mười mấy 20 năm về trồng vải, có quả không có hạt, nhưng mà thực tế thế là cái giống này huyện cung cấp về, tôi ghép được vào năm thứ hai, nhưng mà quả ra rất đẹp, mã nó đỏ, nắng to không cháy quả, ăn ngọt thơm, là chăm bẵm rất dễ, cũng như những cái vải kia thôi. Hiện huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã trồng thử nghiệm được 500 cây, dự kiến đến năm 2023, vải thiều không hạt bán thương phẩm. Vải thiều không hạt Lục Ngạn được kỳ vọng sẽ trở thành mặt hàng nông sản, hút khách trong và ngoài nước.